các bạn, tính đến ngày 8 tháng 2 năm 2020, số người nhiễm bệnh và thiệt mạng vì viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, tên chính thức là NCP, tiếp tục tăng. Trên toàn thế giới, số người chết lên đến 724 người, 34.915 ca nhiễm, trong đó 6.106 ca đang bệnh nặng, đã có 2.085 người đã hồi phục. Đáng chú ý, cho đến nay phần lớn các trường hợp tử vong là ở Vũ Hán, thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, mặc dù các trường hợp tử vong cũng đã được báo cáo ở Philippines, Hồng Kông và các tỉnh khác của Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong tại Vũ Hán, tâm dịch lên đến 4,1%, còn ở toàn tỉnh Hồ Bắc là 2,8%, trong khi đó con số này tính trên toàn bộ những vùng còn lại của Trung Quốc, đại lục chỉ là 0,17%. Tại sao lại như vậy? Cho đến nay chưa có một kết luận chính thức nào được đưa ra, tuy nhiên nhìn vào tình hình có thể thấy hai nguyên nhân rõ nhất. Thứ nhất là dịch bùng phát quá nhanh, Vũ Hán là tâm dịch với mật độ và độc lực của virus cao, trong khi điều kiện cơ sở vật chất và chăm sóc y tế địa phương quá thiếu thốn. Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, với hơn 11 triệu dân, đây là thành phố đông dân nhất ở miền Trung Trung Quốc. Thành phố nằm ở ngã ba sông Dương Tử và sông Hán, là trung tâm vận tải chính với hàng loạt tuyến đường sắt, đường bộ và đường cao tốc nối với các thành phố lớn trong Trung Quốc đại lục. Dịch viêm phổi coronavirus bắt đầu vào giữa tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, khi một nhóm người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân, động vật được bán để làm thức ăn, bị nghi ngờ là nơi chứa hoặc trung gian cho virus, vì nhiều người nhiễm bệnh đầu tiên được xác định là những người buôn bán tại chợ hải sản Hoa Nam. Đến nay, thành phố Vũ Hán đã bị phong tỏa, người trong Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc không được ra ngoài và ngược lại, người ngoài không được vào Vũ Hán. Từ một thành phố được xem là hạnh phúc nhất Trung Quốc và là một thành phố thủ phủ của robot, thì đến nay thành phố Vũ Hán vắng lạnh như là chùa Bà Đanh. Lệnh phong tỏa có quy mô lớn nhất lịch sử hiện đại đang diễn ra với gần 50 triệu dân tại 17 thành phố ở Hồ Bắc. Trung Quốc mới đây đã coi chống dịch coronavirus như tình trạng thời chiến. Ngoài hai bệnh viện dã chiến với gần 3.000 giường bệnh vừa đưa vào sử dụng chỉ sau 10 ngày xây dựng, các trung tâm lớn, các sân vận động, các phòng hội thảo lớn của thành phố được biến thành các nhà thương khổng lồ. Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo chính quyền thành phố Vũ Hán lập tức đưa tất cả những người dân nhiễm virus corona quy hoạch vào các bệnh viện, khu vực cách ly hoặc cô lập. Các điều tra viên địa phương phải đến từng nhà để kiểm tra sức khỏe tất cả người dân, đồng thời cho phỏng vấn những người có quan hệ gần gũi với người nhiễm bệnh. Giới chức thành phố đang chạy đua để thiết lập các trại tập trung, dã chiến trong tuần này. Đây là những khu vực dành cho người nhiễm virus corona ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để ứng phó với dịch bệnh ngày càng tăng. Người dân đổ dồn đến các cơ sở y tế khám bệnh, thậm chí hình ảnh người chết đặt ở bên ngoài phòng khám đông đúc người mà không có ai quan tâm chăm sóc, khiến cho cư dân mạng sốc và giận dữ. Người dân Vũ Hán cho biết người thân của họ bị nhiễm virus corona và suốt nhiều tuần mà không thể vào viện hay tìm chỗ cách ly. Có người dân kể họ gọi điện đến bệnh viện cầu cứu thì chỉ nhận được câu trả lời cứ ở trong nhà, không được đi đâu hết. Có nghĩa là họ nghĩ rằng mình phải ở đấy mà chờ chết thôi. Ngay cả các trung tâm cách ly lớn với quy mô hàng ngàn người không đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc y tế cơ bản của bệnh nhân, cũng như ngăn ngừa khả năng nhiễm virus nặng hơn ban đầu. Theo lời kể của một chủ tài khoản Weibo, mạng xã hội của Trung Quốc, có người thân đang bị cách ly. Trung tâm đang trong tình trạng rất tệ, nguồn điện không ổn định và chăn điện không thể hoạt động trong bối cảnh thời tiết lạnh và nhiệt độ xuống thấp. Bệnh nhân khi ngủ bao giờ cũng run lập cập vì lạnh, cơ sở thiếu hụt nhân lực, bác sĩ và y tá không ghi chép các triệu chứng hay cấp thuốc cho bệnh nhân, thiết bị thở oxy cũng không đủ dùng. Virus corona mới tại Vũ Hán lan rộng và có sức lây nhiễm rất nhanh. Có thể thấy rõ điều này khi nhiều người ở nước khác trở về từ Vũ Hán đều mắc virus này. Tại Việt Nam, đoàn 8 công nhân Vĩnh Phúc tới Vũ Hán học tập thì có đến 6 người đã dương tính với virus corona. Thậm chí,
Một người chỉ quá cảnh ở Vũ Hán có 2 tiếng, nhưng khi về đến thành phố Hồ Chí Minh, một thời gian cũng cho kết quả dương tính. Với mức độ lây nhiễm và phát bệnh chóng vánh, trong khi điều kiện chăm sóc y tế thiếu thốn, đã khiến cho số người tử vong tại Vũ Hán vì dịch Corona chiếm phần lớn.